xin chào quý vị và bà con chăn nuôi. Các loại ký sinh trùng như ve, ghẻ, giận, mạt, giun, hay gọi chung là ký sinh trùng, luôn là mối đe dọa đến sức khỏe, tốc độ tăng trưởng, phát triển và chất lượng thành phẩm của vật nuôi. Đồng thời, chúng cũng là nguyên nhân cho một số bệnh truyền nhiễm phát sinh, làm ảnh hưởng đến sản xuất chăn nuôi, và đặc biệt có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của con người. Trên thị trường hiện nay, có rất nhiều loại thuốc giúp phòng và điều trị ký sinh trùng. Hôm nay, Dr. Vet sẽ giới thiệu tới bà con chăn nuôi sản phẩm Intermectin của Interchemy Hà Lan, giúp bà con xua tan nỗi lo về ký sinh trùng trên vật nuôi, với thành phần là Ivermectin 10mg. Trong đó Ivermectin là một loại hoạt chất chống ký sinh trùng phổ rộng, được sử dụng rộng rãi trong thú y. Ivermectin có phổ hoạt động rộng, có hiệu quả chống được nhiều loại nội ký sinh trùng, gồm các loại giun tròn như giun lươn, giun tóc, giun kim, giun đũa, giun móc và giun chỉ, bao gồm cả giun trưởng thành và chưa trưởng thành, và các ngoại ký sinh trùng như ve, ghẻ, giận, mạt. Tuy nhiên, thuốc không có tác dụng đối với sán lá gan và sán dây. Ivermectin hoạt động bằng cách làm tăng tính thấm của màng tế bào, dẫn đến ký sinh trùng bị tê liệt và tử vong. Lý do bà con chăn nuôi nên lựa chọn sử dụng Intermectin của Interchemy Hà Lan. Intermectin có tính an toàn cao nhất trong các sản phẩm cùng loại. Sản phẩm an toàn ngay cả khi dùng cho heo nái mang thai và heo đực đang trong thời gian khai thác tinh trùng. Intermectin tiêu diệt triệt để nội ngoại ký sinh trùng, giúp vật nuôi của bạn hấp thụ tốt thức ăn, vật nuôi lớn nhanh, giảm chi phí xuất bán, giúp lông mượt, da bóng đẹp, nâng cao giá xuất bán, giảm bệnh đường ruột, tiết kiệm chi phí công tác thú y. Hướng dẫn sử dụng: bà con tiêm theo liều trâu, bò, dê và cừu 1ml trên 50kg thể trọng, heo 1ml trên 33kg thể trọng, chó, mèo 1ml trên 5kg thể trọng. Để có hiệu quả tốt nhất, bà con nên tiêm toàn đàn định kỳ 3 lần trên năm đối với heo, chó, mèo dùng định kỳ 3 tháng 1 lần, trâu, bò dùng trước khi phối giống. Bà con chú ý, không tiêm thuốc trong các trường hợp sau: heo nái sát ngày đẻ 3 đến 10 ngày, tùy thuộc thể trạng heo nái, heo con đang theo mẹ, trâu, bò đang mang thai, lấy sữa. Cần hỗ trợ hay tư vấn thêm, bà con chăn nuôi có thể gọi đến số điện thoại hotline của Dr. Vet. Xin chào và hẹn gặp lại!